Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì mình gửi cô chú chị đó hình ảnh của cặp đực lở ha. Đó, nói chung là cặp đực này thì lụng 8 tháng này cô chú chị. Đó, 8 tháng lứa bò rồi. Đó thì một con bò Bobby đỏ. Đó, Bobby đỏ với một con bò Pháp Kem ha. Đó thì hai con này thì anh chủ nhà bán giá là 33 triệu. Đó, 33 triệu là bao ship cho bà con tới nhà luôn. Bò chân móng hoàn thiện để không ốp xe là xuống rút ruột gì cô chú chị. Đó, bò nói chung thì lứa bò rồi. Hai con này thì em quan sát thì đít nở dài nở tướng tá rất dài đòn luôn. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó thì ưng mình nó mua ha. Bò thì 8 tháng nè cô chú chị. Đó thì con Bobby này chiều cao là 1m18-19 bò. Còn con được Pháp Kem đó thì chiều cao là 1m17-18 bò cô chú chị. Hai con em nó chân móng thì đứng rất khéo luôn. Đó, không ốp xe là xuống đúng ruột gì. Đó thì con Bobby này có bông ha. Nhưng em nói con bò bê thì đít nở dài nở tướng tá rất dài đòn luôn. Thì nói chung thì hiện tại thì nó đang rụng lông máu luôn cô chú chị. Đó, hiện tại thì đang rụng lông máu luôn ha. Đó, còn con Pháp Kem nè. Pháp Kem tướng tá xương sóc thì rất dài đòn luôn. Đó thì bà con nào ưng mình không tới mua kỹ đi thì ưng mình không mua ha. Đây con bò bê em nói cái dạng đít dài của nó nè cô chú chị. Đó, dạng đít dạng dài của nó nè, bà con mình coi nè. Hết biết không? Nó lứa bò rồi. Nói chung thì con Bobby này thì nó dạng sừng ha. Nè, nó hiện tại nó đang rụng lông máu nè, rớt có đốm luôn này cô chú chị ha. Đó, đang lông. Đó, tên lưng nó rụng tước rồi. Đây, chân cẳng nè. Đó. Chân cẳng nè cô chú chị. Tướng tá nè. Đó, tướng tá rất dài đòn luôn. Đó thì bà con nào ưng mình xem tới xem lui cho kỹ đi, thiệt ưng mình nó mua ha. Tướng tá cặp mình nè. Đó. Em nói con bà bê dài đòn khỏi nấu luôn. Ít lưng dài tướng tá cấp mình thì lắc rực các cô chú chị. Đó, còn con Pháp Kem nè, Pháp Kem xương sóc nè, chân móng thì cũng chân móng sò ha. Tướng tá rất dài đòn luôn, mặt mày thì mặt bự mặt cục của cổ thì cổ rắn cổ rô. Đó, cái hai con này rồi, dài đôi không cô chú chị, bao cô chú chị dài đôi luôn à. Lưng dài đít nè. Đó, mặt mày nè. Đó, 33 triệu ha. Đó, lưng đít nè. 33 triệu là bao ship luôn. Con này là chiều cao là 1m17-18 bò. Còn con Bobby này chiều cao là 1m18-19 bò. Đó. Bobby cái dạng đít khỏi nói không. Đó, bà con nào ưng xem tới xem lui cho kỹ đi thì ưng mình mua ha. Nói chung thì hiện tại lúc này thì nhiều kênh đang bán bò lắm cô chú chị. Bà con mình mua thì mình lựa tới lựa lui cho kỹ đi. Đó, mình xem kênh này kênh kia cho kỹ đi, nhưng mà giá cả hợp lệ thì mua. Đó, còn giá cả hợp lệ thì bà con mình coi. Đó, coi ủng hộ em cũng được ha. Đó, mình coi mình tham khảo. Mình tham khảo giá bò luôn cô chú chị. Đó. Tướng tá cấp mình chân móng. Con Kem này. Kem con này nuôi sao tướng tá rất có bò lắm cô chú chị. Tướng tá rất dây bò, con nào mấy tướng tá rất dây bò luôn. Đó, 33 triệu. Đó, 33 triệu là bên em bao ship cho bà con mình tới nhà luôn. Thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tâm hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho anh chị nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì hình ảnh về giá cả của cặp đực này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó, để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó, con mẹ thì mẹ bô xin nè cô chú chị. Mà đó mẹ bô xin thì nói chung thì hiện tại đang giữ con đực Kem. Đó, con đực Kem thì được 5 tháng tuổi rồi cô chú chị. Đó thì con mẹ này thì hiện tại đang giữ con đực này từ lứa thứ tư nè. Đó, lứa thứ tư ha. Thì con thì được 5 tháng nhưng con thì tướng tá kiểu mẫu thì rất đẹp luôn cô chú chị. Con nói đít lỡ dài nở thì khỏi nói luôn. Thì hiện tại nó đang rụng lông máu cô chú chị. Đó, nói chung thì con này thì nó rụng lông máu rồi nó ra cái màu đó, cái màu như ở dưới đùi nữa cô chú chị. Đó, như phần mặt với dưới đùi đâu là nó rụng đó. Hiện tại thì nó đang rụng luôn cô chú chị. Đực tướng tá kiểu mẫu thì khỏi nói luôn. Mẹ thùng dạo thì rất lớn luôn cô chú chị. Đó thì bộ mẹ con này thì chủ nhà bán giá là 30 triệu. Đó, 30 triệu là bao ship cho bà con mình tới nhà luôn trong vòng 200 số ha. Con mẹ này chiều cao là 1m34-36 bò cô chú chị. Đó, 1m34-36 bò. Còn con đực này dao động khoảng 1m12 bò đó. Đó, 12 bò ha. Thì nói chung thì trong quá trình đo thì nói chung thì con bò mà đi tới đi lui đến xe xích phăng thì bà con mình cũng chậm ha. Đó, con cái thì chủ nhà ta bán thì con mẹ có lên giống người ta bán, người ta chưa có thông tin của chú chị.
đó lên mẹ lên giống là chủ nhà nó lên giống hai ba nước vậy đó. Nói chung thì người ta bán sợ mình về mình làm thịt đó, đó người ta sợ tội nên người ta không bơm tin luôn, người ta bán người ta nghỉ luôn cô chú chị. Đó thì bộ mê con này giá là 30 triệu ha, đó 30 triệu là bên em bao ship cho con tới nhà luôn. Mẹ con chân móng hoàn thiện không ốp xe là xuống rúng ruột dây. Đó con thì tướng tá cấp mình nè cô chú chị, em nói con tướng tá cấp mình thì rất đẹp luôn, chân móng thì chân móng sò, xương sóc thì rất to ha. Đó mặt mày này. Đó mặt mày con mặt mày này, em nói lưng dai đôi cô chú chị, con là lưng dai đôi nha. Đây, con cái dần dai của nó nè, đó dần dai dần dai khỏi nói luôn. Đó hiện tại nó đang rụng lông máu luôn cô chú chị. Đó chân cẳng nè, đó chân trước nè, chân sau nè, em nói tướng tá cấp mình dữ dằn luôn. Đây bà con nó ưng mình sắp tới xin lưu cho kỹ đi, đó thì ưng mình không mua ha. Con mẹ ra con mẹ dằn rúng rúng kia đó, thì con mẹ này hồi lúc hồi đó nó có bị ở dân da nó chụp nhưng mà nó hết rồi cô chú chị. Đó nó hết ha, còn cái thẹo đó, cái thẹo ngay má đùi đó. Đây chân móng nè, mẹ chân móng nè. Đó được con cái thì mẹ đây con rất mắc sữa ha, rúng rúng chiền vú thì bốn vú. Đó chân sau nè, đó chân trước nè, đó mặt mày nè. Đây mẹ thì đó xe mặt nè, xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh của chú chị. Đó mẹ xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh ha. Đó bà con nào ưng mình xem tới xin luôn cho cử đi, mình muốn mua ha. Đây con lực cái dần dài hàng đít nè, khỏi nấu luôn. Đó thì bà con nào ưng mình tôi tới tôi luôn xem cho kỹ đi. Đó mẹ con chân cẳng rất đẹp luôn. Đó mẹ con giá 30 triệu luôn, bên em bao ship cho bà con mà tới nhà luôn. Bà con nào ưng cứ liên hệ số điện thoại để thông hành. Qua qua hả, mẹ thùng dạo rất lớn luôn cô chú chị, cái dàn ngang mẹ nè. Đó mẹ mới cái dàn ngang hết biết luôn. Đó dàn ngang nè, đó mẹ cái dàn ngang nè. Qua đó dàn ngang hết nói không. Đó thì bà con nào ưng mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó thì ưng mình nó mua ha. Nói chung là trước khi hình em cũng thương lượng các giá bà con mình hết rồi. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại màn hình. Đó 30 triệu là bên em bao ship cho bà con mình tới nhà luôn. Mẹ rúng chiên, chân móng hoàn thiện. Không ốp xe là xuống rúng ruột gì. Đó nói chung thì bà con mình mua bò về để làm giống sinh sản thì mình lựa. Đó mình tua tới tua luôn xem cho kỹ đi. Mà thì bà con mình mua ha. Đó giá cả hợp lệ thì mình mua, còn giá cả hợp lệ thì bà con mình đã kiếm cặp khác ha. Đó cảm ơn thì coi ủng hộ em cũng được. Đó thì hình ảnh về giá cả của bộ mấy con này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Tới bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.